Một mê cung hình chú chuột Mickey và Minnie khổng lồ vừa mới xuất hiện ở một trang trại miền Nam nước Đức, khiến nhiều người thích thú, đặc biệt là trẻ em. Mê cung được thiết kế và hoàn thành nhân kỷ niệm 100 năm thành lập hãng Walt Disney. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập của Walt Disney và chúng tôi quyết định chọn làm một điều đặc biệt để mừng sự kiện đó. Và bây giờ, mọi thứ xoay quanh chuột Mickey và những nhân vật khác. Không phải là lần đầu tiên anh Uli Ernst làm mê cung, và đây là mê cung thứ 25 của anh ấy thực hiện trên trang trại của mình. Anh Uli Ernst đã tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật thực địa như thế này từ năm 1999, trong đó có cả hình Leonardo da Vinci, cũng như bản đồ châu Âu. Mê cung hình chú chuột Mickey và Minnie năm nay được làm từ 360.000 cây phủ trên diện rộng 3,2 km. Chúng tôi sử dụng nhiều loài thực vật để tạo ra mê cung này. Nhiều nhất là cây hoa hướng dương, cây gai dầu, cây cẩm quỳ, ngô và tùy theo từng vùng có cả cây leo nữa. Để hoàn thành mê cung như thế này, anh Ernst và vợ Corini bắt đầu trồng cây vào tháng 5 và làm việc cùng nhóm 22 người với nhiều công việc khác nhau như việc đo đạc, trồng cây, tạo hình, màu sắc. Chúng tôi thích làm mê cung bởi những trải nghiệm thế giới trên không gian rộng lớn của sân cỏ cây là một điều gì đó rất đặc biệt. Chúng tôi đã từng làm kỷ niệm 25 năm thống nhất nước Đức và 100 năm của Bavaria dạng như thế này. Những khuôn mặt, những chân dung luôn là một điểm đặc biệt. Albert Einstein, vua Ludwig, Ludwig van Beethoven và cả Martin Luther. Bất cứ khi nào có những ngày kỷ niệm lớn, đều có sự hiện diện của họ. Khi đến với mê cung này, trẻ em đặc biệt thích thú với các miếng dán tem, nơi mà chúng có thể chạy vòng quanh đến các điểm như nơ của Minnie và quanh tai Mickey để thu thập tem. Ngoài ra, còn có các trò chơi và câu đố đi kèm với đường vòng. Cháu đã từng đến đây và cháu rất thích mỗi khi có thể tìm thấy tem và có thể chạy khắp nơi để lấy tem. Cháu thích việc chúng cháu phải tìm thật nhiều con tem và sau đó có thể đóng dấu lên giấy tờ của mình. Cháu thích có thể chạy và đi tìm tem. Chúng tôi đến đây hàng năm, mỗi năm luôn có chủ đề khác nhau, luôn có điều gì đó mới mẻ để khám phá. Thật dễ dàng cho trẻ con chạy nhảy, nô đùa và tìm thấy thứ gì đó. Tất nhiên, đó là điều tuyệt vời nhất, nó giống như một cuộc truy tìm kho báu lớn. Mê cung hình chú chuột Mickey và Minnie khổng lồ đã trở nên nổi tiếng nhờ vẻ đẹp lộng lẫy, cũng như những trò chơi kích thích trí tưởng tượng của các du khách tham quan.